Tôi biết. Đó, tụi nó lên mạng tụi nó chửi tôi. Nó bởi thừa là bên bên đây chửi. Nói tôi là kết hôn giả. À. Xong rồi mấy anh mới hỏi là dạ có kết hôn giả không? Mấy anh gung quá, anh liếu rồi anh kêu dạ có. À, không có. À con này mới hay á. Có rồi xong rồi không có hả? Đúng rồi. Lớn cái mặt là tím thiệt. À. Cũng tím luôn. Tím luôn. Xanh luôn, xanh bằng đúng không? Vô phường cái mặt của bạn xấu lắm, xấu quá chú à, đang cua tôi lùi à, ấm như ấy đó. À cái mặt mắt hay ờ, đúng rồi. Làm mắt đen đó. Trời ơi, ổng lên livestream ổng ngồi là ổng nhờ cái app, còn ở ngoài ổng như cái thằng ăn mày. Anh ơi, anh còn cái app nó còn phấn nữa. Đó, như ăn mày bước xuống sân bay nhìn mặc áo con màu đỏ vô giống thằng ăn mày. Bắt đầu về bắt đầu nhờ hậu lê hay bàn thờ vô. Bắt đầu là mới đưa tiền cho anh lên chửi thê. Đó. Giờ kêu hỏi nói với lại chị xe đó, bán xe còn ít giờ anh về đi đó. Lo cho anh về đi chứ 25 mà anh về không kịp là coi như anh dính ở đây luôn á. Ừ, ờ luôn á. 25 hả? Đảm bảo mất vé. Mất vé 25. 25 mà về không được thì coi như là mất vợ chắc mình ghen. Ờ. Rồi thêm cái kia nó hết hàng nữa là coi như dính đây luôn. Ủa, chị Băng cho anh hỏi hồi nãy là em vô trong đó đó, giờ em có nói là ông có chửi tôi hôn không? À, sao em không lên tiếng? Tại vì lúc đó là em chưa kịp xuất hiện. Chưa xuất hiện hả? Em chưa kịp, chưa tới lượt em. À, chưa tới lượt em. Xong cái kia, chị đang gọi giải vụ đi chậm. À, Linh đi với bên chậm trước đúng không? Giờ em sao? Giờ khi nào em đi, em nói anh em đi kéo 1.000 người đi theo. Còn cái em nữa, tại vì là em nghe đồn. Hồi nãy em có nghe là hắn ta nói với mấy anh là hai vợ chồng Tí Trâm đưa bằng chứng của cô Ngọc Đáng là nói là đưa cho em để em nói xấu ổng. À vậy hả? Vậy thì về bữa nãy em cũng sẽ có địa chỉ rồi. À. Về bữa nãy em cũng sẽ nhờ mấy tới địa chỉ đó và gặp em. Ừ. Nhưng mà vậy thông tin này có du thống hay không? Phải đưa được bằng chứng, nói chuyện ra pháp lý phải bằng chứng, không phải nói suông mà nhận tiền đúng không? Đúng rồi. Có phải là ai mà cũng muốn déo lên mình muốn chửi là chửi đúng không? Nó có bằng chứng đàng hoàng. Tự nhiên đi lên nói sảng nói không có bằng chứng gì chưa? Ừ, nói đùa nói đại á. Thì mình đừng có làm chứ. Anh đưa cái tin nhắn mà không đưa mà ông ăn ra luôn thì cái đó cũng đúng rồi. Tấn công tiêu thẳng tên và thậm chí là những người ở Việt Nam tấn công anh và khi ông về Việt Nam ông có liên kết với những người đó. Anh có những clip ổng có mặt chung cùng những người đó luôn. Cho nên là anh nghi ngờ là ổng đang tấn công anh có tổ chức đàng hoàng nha. Tại vì anh nói chuyện là anh có clip video đàng hoàng. Ờ, bị giữ lại những hình ảnh đó. Và cái người mà ổng kích người ta về để tấn công anh ở Việt Nam á, là cái người đó người ta đứng ra làm chứng luôn. Khi cần thiết thì người ta sẽ về đây làm chứng luôn. Tại vì hiện tại người ta đang sống ở Đài Loan. Nói chung là bây giờ phải tranh thủ đừng có cho ổng về ngày 25. Cho ông ở đây luôn, bích cửa luôn, cho ông bích cửa về luôn. Đi qua bển ổng cũng nên, nói chung là ở bển phải thượng tôn pháp luật. À. Mình bị thiệt thòi, mình bị tấn công, mình bị hại. Ừ. Thì mình trình báo với cơ quan chức năng, còn lại là mình không phải là người quyết định là muốn hay không muốn. Ừ. Có nghĩa là mình thì nguyện vọng của mình muốn được xử lý để mà đảm bảo. Nhưng mà còn xử lý như thế nào phải thượng tôn pháp luật. Đó mình cứ trình cái chứng cứ bằng chứng của mình ra. Thì còn lại thì để thượng pháp làm việc, sống thì phải thượng tôn pháp luật đúng không? Chứ đừng có vô pháp như thế như tụi nó là được. Nói chuyện rồi chửi người ta, xúc phạm người ta xong tới chừng là đi ra gặp mấy anh thì không có gì để trưng cầu ra thì đâu có được. Ông thì ông là quốc tịch nước ngoài, cho nên ông chửi bất chấp, nhưng mà một khi ông đã về Việt Nam thì ông phải tuân thủ và ông bị xử lý khi mà ông anh đang đặt chân ở đâu thì phải tuân thủ được pháp luật quốc gia đó chứ. Mọi người đang nói là nếu mà ông quay lại bên và lại thì ông sẽ tiếp tục trở lại, ông đã về rồi ông không có sợ cái luật pháp Việt Nam đó. Nhưng mà hiện tại chưa về thì nói chung là phải làm sao cho trước ngày 25 cho giữ ông lợi luôn, cho ông mắc vé ông thiếu nợ nữa. Vậy bắt đầu ông mượn mấy bà ca sĩ nghệ sĩ, bắt đầu ông mượn thiếu nợ nữa. Dạ dạ đó. Thôi mọi người đi qua bãi đi lấy okay. Đó thấy không mọi người, đó cô chú anh chị thì ở Việt Băng cũng chia sẻ trong cái quá trình anh thì hết thời không cô chú anh chị. Thì Bảo Việt Băng đến nhà trường Đoan cũng mới đấy cô chú thì em cũng cập nhật liền cho cả nhà mình. Thì Bảo Việt Băng cũng chia sẻ những cái tính chất rất là hay luôn cô chú anh chị. Thì nói chung á là cũng có rất nhiều bà con cô chú anh chị ở Việt Nam và nước ngoài cũng có một cái thông tin là cả nhà thì cũng lập chứng khi mà anh đã xuất phạm Bảo Việt Băng bị đặt vu khống này kia đó cô chú anh chị, để lấy những cái đồng view ở trên YouTube.
hoặc là Facebook của chú anh chị đó. Thì có thì hồi sáng chị Bích Trâm cũng nói đó, là lúc hồi gặp Bích Trâm xong rồi đó cả nhà, thì thời gian sắp tới là tiếp tục sẽ gặp Võ Việt Băng và mọi người khác nữa, mà anh này là quốc tịch Mỹ của chú anh chị, mà anh vì Việt Nam và anh cũng có những cái lời nhục mạ người khác của chú anh chị. Anh cũng nói là công an phường 4 là công an của ảnh của chú anh chị. Đúng rồi, của ảnh là phường của ảnh, mà ảnh ở phường 4 mà là công an, là khi là công an của ảnh của chú anh chị. Nó rất lâu láo của chú anh chị, rất là lâu cá luôn cả nhà. Đó, này cả nhà mình chưa thấy thôi, nên cô chú anh chị thấy những cái thông tin như là cái mặt anh ở ngoài của chú anh chị, hai bên mắt này đang thui thù lùi, đang thui thù lùi của chú anh chị, mặt rất là xấu. Nói chung thì bọn em cũng đi quay ngoài nắng nhiều và em có dùng kim của chú anh chị, nhưng cái mặt bọn em còn dễ co hơn đó cô chú anh chị. Của cái mặt anh cái nhà mình chưa thấy ngoài đâu, khi mà anh làm những cái mặt anh đẹp lên cô chú anh chị, trét một lớp phấn rất là dài luôn cô chú anh chị ơi, rất là dài luôn, cực kỳ dài luôn, để nó che phủ lại cái khuôn mặt của mình đi, chứ nhìn cái khuôn mặt mình nó xấu quá đó cô chú anh chị. Cho nên là rất là ghê tởm luôn. Thì Võ Việt Băng cũng chia sẻ là thời gian tới là Võ Việt Băng sẽ tìm đến ảnh luôn đó cô chú anh chị, không phải là lên tới Bích Trâm tìm, Võ Việt Băng tìm và nhiều người khác nữa đó, nhiều người khác nữa. Hiện tại là buổi chiều ngày hôm nay thì em cũng đứng trước nhà chị Hồng Loan để qua chia sẻ cho cô chú anh chị và các bạn những cái thông tin. Hôm nay cũng là ngày 4 tháng 10 để đến dự lễ thôn non của cháu với Bill là con Bơm và anh Phương đó. Cũng mình thì bọn em cũng quay thời gian ở đây cũng rất là lâu rồi, cũng cả năm mấy rồi, từ ngày cháu mới lọt lòng trước ngày cháu lọt lòng, bây giờ cháu được 1 tuổi mình cũng vinh dự được một cái thiệp mời cô chú chị. Hồi sáng giờ thì cũng cho cháu cũng được 1 tuổi xin keo này kia ông bà đó cô chú chị, để cho cháu khỏe mạnh và ngoan ngoãn, biết là được 1 tuổi đó cô chú chị đó. Cả nhà giờ buổi chiều này số 5 là rất là yên bình yên tĩnh luôn cả nhà ơi. Thì cũng buổi chiều nhưng mà rất là nhiều cô chú anh chị đến đây mua đồ, rất là nhiều cả nhà, mua đồ, mua đặt đặt vé, mua vé nữa cả nhà. Thì kế bên nhà chị Hồng Loan có một cái đống tang mọi người ở trong hiểm đó cả nhà, cái đống tang rất là lớn ha. Chắc bác này cũng là làm cán bộ hay này kia cô chú anh chị. Hồi sáng về em thấy rất nhiều cán bộ, và đặc biệt nhất là có những anh chị ngân hàng các nhà, chắc có lẽ là chú này anh chị là làm ở ngân hàng đó mọi người, cho nên là cũng thấy rất nhiều. Các bạn thấy nhà rất là lá cờ không, cờ này nó lá cờ đó mọi người, lá cờ này có lá cờ ở đây em nhé. Thì tin mọi miền cũng cập nhật cho cả nhà mình biết nhiêu thôi, thì có thông tin gì mới em sẽ cập nhật cho mình. Thì cô chú anh chị mình hãy đón coi là drama của Linh Tí Bích Trâm, hai ngày nữa sẽ có clip để đi ra cả nhà. Bye bye cô chú anh chị đã yêu mến cho em, thì nhớ ủng hộ đăng ký kênh, like và share cho tin miền nha. Hẹn cô chú anh chị các bạn video sau ha cả nhà.